Đến xã Hồng Thái vào thời điểm này thì hàng nghìn cây lê đã đua nhau nở hoa trắng xóa khắp cánh rừng như một dải hoa lê khổng lồ tuyệt đẹp. Ngoài ngắm nhìn những bông hoa lê thì quý vị và bà con đến đây còn được trải nghiệm không gian văn hóa của người Dao Tiền cũng như là ngắm những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ. Lễ hội hoa lê xã Hồng Thái, huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 3 năm 2023. Lễ hội đã thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài nước đến đây tham quan trải nghiệm. Đây là lần đầu tiên mình được đặt chân đến điểm du lịch vườn hoa lê của xã Hồng Thái, huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang. Cảm nhận của mình, vườn lê là không gian rất là thoáng đãng, rộng rãi và với bạt ngàn hoa lê và cảnh sắc con người nơi đây đã làm cho mình say đắm. Mình mong ước là sẽ có được nhiều lần nữa đến với xã Hồng Thái và đến vào đúng cái dịp lễ hội như này thì quả là một điều rất là tuyệt vời đối với mình. Quê tôi ở Bắc Giang, tôi nghe thấy là cái điểm du lịch ở Hồng Thái này, tôi lên đây thì tôi thấy tuyệt vời, đẹp. Kiểu là ở dưới này, trên này là mọi người đều hòa nhã và thấy các điểm rất là đến thấy đẹp, thấy tuyệt vời đấy. Hiện nay, toàn xã Hồng Thái có hơn 100 hectare trồng cây lê trải đều tại các thôn trên địa bàn. Vào dịp đầu tháng 3 hàng năm, những vườn lê nơi đây đua nhau nở trắng xóa khắp núi rừng tuyệt đẹp. Xã Hồng Thái cũng đã xây dựng được tuyến đường hoa lê dài hơn 6 km và được công nhận kỷ lục Guinness là tuyến đường hoa lê dài nhất Việt Nam. Đẩy mạnh phát triển du lịch, người dân địa phương đã chú trọng việc chăm sóc, cải tạo, mỹ quan trong khuôn viên những vườn lê để thu hút du khách, cho thuê trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Chính quyền huyện Na Hàng cũng quán triệt các địa phương và người dân thực hiện phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường, không để xảy ra tình trạng thổi giá các dịch vụ lưu trú, ăn uống, v.v. Lễ hội Hoa Lê xã Hồng Thái năm 2023 là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện tại Lễ hội Hương sắc Na Hàng năm 2023 được diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 3 năm 2023.